Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món nuôi nấu với nấm bắp rau củ nha các bạn. Thì món này ăn vừa ngon lại thanh đạm, nước dùng thì ngọt tự nhiên từ các loại rau củ và nấm, rất vừa ăn. Thì lâu lâu á thay đổi món như vậy để giúp bữa cơm được ngon thanh đạm. Và đây là tất cả các nguyên liệu. Thì mình có nấm gơm, thì mình sử dụng 100 g và một miếng đậu hũ, củ cải trắng, cà rốt, bắp, dày cộng ngò gí. Thì rau củ mình dùng là 500 g. Còn phần nuôi thì mình sử dụng 200 g. Lát mình sẽ ngâm cho mềm. Gia vị thì mình có một ít tiêu xay, một ít đường, một thìa canh hạt nêm chay, một thìa cà phê sa tế chay và một thìa canh nước tương. Đầu tiên thì củ cà rốt mình sẽ dùng cây dao bào, mình bào cái phần vỏ bên ngoài và mình không có sử dụng. Tiếp đến thì nấm gơm mình gọt cái phần gốc ở dưới rồi. Chỗ nào đen không ngon mình cũng ngâm nước muối 10 phút để cho nấm được sạch. Còn phần nuôi cũng vậy, mình ngâm dưới nước là 15 phút. Để khi ngâm xong mình trụng qua nước sôi thì nuôi nó sẽ mau được mềm hơn nha các bạn. Đây là cái phần đậu hũ thì mình cũng tán cho thật nhuyễn. Khi tán đậu hũ nhuyễn xong rồi thì mình xào cái đậu hũ này đến khi nào mà khô lại. Còn bắp ngọt thì mình sẽ cắt những cái miếng vuông vừa ăn. Các bạn có thể cắt những khoanh tròn to hơn. Mình nấu cái nước súp có bắp vô, phần nước súp nó ngọt tự nhiên. Cà gót thì mình đã khứa những cái lằn dài như vậy để khi mình cắt khoanh tròn nó được đẹp. Mình sẽ cắt những khoanh đừng có quá dày nha các bạn. Củ cải trắng cũng vậy. Nấm gơm này mình ngâm nước muối rửa sạch rồi thì nấm nào to mình chẻ ra làm hai. Và mình bắt một cái chảo lên để vô ăn vô. Mình để ngò gí vô phi cho phần ngò gí vàng và thơm. Để lát mình để vô trong nuôi cho được thơm nha các bạn. Phần ngò gí thì của mình như gì được thơm rồi mình sẽ đem ra ngoài. Rồi cũng là cái chảo này còn dầu ăn thì mình để thêm cái ngò gí. Mình phi thơm rồi mình để đậu hũ mà nãy mình tán nhuyễn vô. Mình xào cái phần đậu hũ này đến khi nào cái đậu hũ khô lại. Thì đậu hũ này mình thêm vô trong cái phần súp nuôi thì ăn nó sẽ ngon, có vị béo bùi. Các bạn có thể thay thế bằng lá tàu hũ kỳ nha. Thì lá tàu hũ kỳ mình cũng chiên rồi mình bóp cho thật là nhuyễn mình để vô. Mình sẽ nêm gia vị vô thì mình để hạt nêm chay. Rồi một ít đường, tiêu xay, nước tương. Và mình thêm một ít sa tế chay nha các bạn. Mình xào đều cho gia vị tan đều. Thì phần đậu hũ nó cũng khô lại như vậy, mình tắt bếp và đem ra ngoài dĩa. Và mình bắt một nồi nước sôi lên. Thì mình sử dụng nước sôi để cho được mau nha các bạn. Rồi mình đổ hết các loại rau củ vô để nấu lấy cái phần nước ngọt. Và mình sử dụng các loại rau củ nhiều thì nước dùng ngọt tự nhiên và ngon hơn. Thì các bạn thích cái loại rau củ nào mình có thể thêm vô để mình nấu nước dùng cho được ngon. Rồi khi mình nấu mình thấy có cái phần bọt mình hớt hết. Và cái phần rau củ nãy giờ mình nấu nó cũng ra hết phần nước ngọt rồi. Rau củ thì cũng mềm. Thì mình sẽ để nấm gơm vô. Nấm gơm mình để sao, tại vì nấm nó mau chín. Và mình nấu cho cái phần nấm này chín và nước sôi lên. Còn đây là cái phần đậu hũ thì mình xào
Trước hồi nãy á, mình nêm gia vị vừa ăn rồi thì một phần mình sẽ để vô trong nước súp, còn một phần thì lát mình sẽ để vô cái tô nuôi sa tế chay. Thì cái sa tế này mình để vô để cho có vị cay nhẹ và chuyển sang cái màu được đẹp. Mình cũng để gia vị như là hạt nêm chay, đường, tiêu xay, và mình thêm vô nước tương. Thì về phần gia vị á, các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Và mình nêm này nó thiếu cái vị mặn á, nên mình thêm vô một ít hạt nêm chay. Bây giờ cái nồi nước súp nuôi của mình á, thì rau củ cũng chín mềm ra hết nước ngọt, và mình nêm cũng vừa ăn rồi. Thì mình sử dụng rau củ nhiều á thì có nước ngọt tự nhiên rồi, nên mình nêm đường ít nha các bạn. Giờ mình sẽ để cái ngò gí vô cho được thơm rồi mình sẽ tắt bếp. Rồi mình bắt một cái nồi nước lên nấu cho sôi để đi trụng nuôi. Thì nước đã sôi mình để nuôi vô mình trụng, và mình trụng cho vừa chín tới. Thì phần nuôi này hồi nãy mình cũng đã ngâm với nước rồi, nên giờ mình trụng qua nước sôi nó rất là mau mềm nha các bạn. Nuôi thì giờ nó cũng vừa mềm tới, mình sẽ vớt ra ngoài cái thao nước, rồi mình đổ vô cái gỗ cho gáo. Phần nuôi đã gáo rồi thì mình để cái phần dầu ngò gí mà nãy mình có phi trước mình để vô để cho nuôi nó đừng có dính lại với nhau. Rồi mình sẽ trộn đều. Và phần nuôi này thì mình cũng đã trụng xong. Thì mỗi tô mình để một ít vô, rồi mình để rau củ bắp, mình chan cái phần nước dùng đều lên. Mình để cái phần đậu hũ xào trước nãy với ngò gí. Mình sẽ gửi vô một ít tiêu xay và ớt lát không cay vô. Và món nuôi nấu với nấm, bắp, các loại rau củ thì mình cũng đã làm xong. Thì món này mình ăn cùng với để một ít ớt không cay vô và chanh, các loại rau sống. Nước dùng thì ngọt tự nhiên từ rau củ. Món này mình làm ăn vừa ngon, đơn giản, lại thanh đạm. Thì chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.